bạn, nằm ngay trên dãy đất dọc biển thuộc bang New Hampshire, trường trung học St. Thomas Aquinas là trường công giáo có chất lượng giảng dạy cao. Trường tạo điều kiện để các học sinh của mình học tốt và luôn có tinh thần phấn đấu cao, giúp các em trưởng thành trở thành những người tốt, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng và có khả năng tác động gây ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Nghĩ và làm cho cộng đồng, trong số nhiều nguyên tắc giáo dục của St. Thomas Aquinas là hai nguyên tắc được đặt lên hàng đầu. Từ việc học cách cho đi bản thân, học sinh sẽ được rèn luyện được những cái kỹ năng cần thiết để trở thành những người dẫn dắt, lãnh đạo cộng đồng nơi mình sinh sống, cũng như là tầm quốc tế. Học sinh của trường St. Thomas Aquinas đại diện cho phần nổi trội nhất trong mô hình giáo dục đào tạo, đó là hướng đến kết quả học tập cao nhất, khả năng lãnh đạo dựa trên niềm tin và tinh thần say mê không ngừng học hỏi. Học sinh của St. Thomas Aquinas tốt nghiệp với tất cả các kỹ năng, phẩm chất đạo đức cần thiết để thành công trong xã hội thế kỷ 21. Và bây giờ đây các bạn hãy cùng Tân Đại Dương tìm hiểu về đời sống như là chỗ ở, ăn uống và hoạt động vui chơi của du học sinh St. Thomas Aquinas thế nào nhé. Thì đầu tiên là chúng ta hãy nói đến về chỗ ở. Thì sống cùng một gia đình bản xứ trong thời gian học tại trường St. Thomas Aquinas sẽ giúp cho bạn thực sự hiểu về cuộc sống văn hóa Mỹ. Các gia đình bản xứ được trường lựa chọn kỹ càng, cẩn thận cho du học sinh một chốn lưu trú an toàn, thoải mái như là ngôi nhà thứ hai trong thời gian học tập tại trường. Sống cùng gia đình bản xứ không chỉ giúp cho du học sinh trau dồi tiếng Anh mà còn giúp cho học sinh hiểu hơn về cuộc sống ở Mỹ. Học sinh thường sẽ được bố trí ở trong một ngôi nhà của Mỹ điển hình, nghĩa là có 2 lầu, từ 2 phòng ngủ và hơn 1 phòng vệ sinh. Bếp và phòng khách là nơi sinh hoạt chung. Bạn có thể có phòng ngủ riêng hoặc chung với anh chị em gia đình bản xứ. Nhà ở New Hampshire thường có một khoảng vườn để chơi đùa, thư giãn và thường gần công viên, cửa hàng. Không gia đình nào như gia đình nào. Nên trải nghiệm ở cùng với gia đình bản xứ với mỗi học sinh sẽ là duy nhất. Càng nỗ lực gắn kết với gia đình bản xứ, trải nghiệm của bạn sẽ càng sâu sắc và phong phú hơn. Nói về vấn đề ăn uống của du học sinh, thì với chương trình nhà ở bản xứ, bạn dùng bữa sáng và bữa tối với gia đình bản xứ vào các ngày trong tuần. Trong ngày cuối tuần có thêm buổi trưa. Gia đình bản xứ sẽ lưu ý đến những yêu cầu đặc biệt nếu có và thậm chí sẽ đưa bạn đến siêu thị tìm mua thức ăn từ quê nhà. Ăn chung với nhau là một phần quan trọng trong cuộc sống của rất nhiều gia đình Mỹ. Nó sẽ là phần trải nghiệm văn hóa lớn nhất của bạn khi ở Mỹ. Học sinh St. Thomas Aquinas ăn trưa tại nhà ăn rộng lớn, thoáng mát của trường, đồ ăn phong phú và được thay đổi liên tục trong tuần. Học sinh dùng thẻ ăn để thanh toán các bữa ăn. Nhà ăn là nơi bạn có thể chuyện trò vui vẻ với bạn bè trong lúc ăn trưa hoặc là nghỉ giữa tiết. Và những cái hoạt động vui chơi cuối tuần của những du học sinh. Những ngày cuối tuần với du học sinh St. Thomas Aquinas luôn phong phú những hoạt động giải trí. Nhiều bạn đi chơi cùng gia đình bản xứ hoặc là thành viên. Bạn có thể cùng gia đình đến chơi Boston trong ngày, dạo biển hoặc là trượt tuyết. Nhiều bạn thích ở nhà với gia đình, làm tiệc nướng hoặc đơn giản là tụ tập đông đủ các thành viên. Ở trường đôi khi cũng diễn ra những cái hoạt động nào đó như dạ tiệc học sinh chẳng hạn. New England có rất nhiều bãi biển, công viên, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và nhà hàng. Thành phố Boston cách không đầy 1 giờ xe lửa và đương nhiên ở đấy chị e bạn sẽ không đủ thời gian để thăm trú. Bạn hoàn toàn có thể là tin chắc rằng trong thời gian học tại St. Thomas Aquinas, những ngày cuối tuần sẽ luôn rộn rã và đầy tiếng cười. Thì để chi tiết hơn về đời sống của sinh viên cũng như là học phí chương trình học tại trường St. Thomas Aquinas, các bạn có thể liên hệ đại diện tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương, địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Xin chào mừng tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Tường Linh để biết được cái quá trình bạn làm hồ sơ thì như thế nào, cũng như là lý do vì sao Linh lại quyết định chọn Mỹ làm điểm đến du học của mình nhé. Chị xin chào Tường Linh. Chào chị. Em có thể giới thiệu về bản thân em cho các bạn biết được không? Em tên là Tường Linh, em mới tốt nghiệp ở trường Brockwell College ở Việt Nam. Em ở thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Thời gian rảnh em thích đi chơi với bạn, rồi thích nghe nhạc, đọc sách. Cho chị hỏi là lý do về sao mà quyết định chọn Mỹ để làm điểm đến của mình ha? Tại vì em đã học tại vì trường Brockwell College ở Việt Nam, nên là em đã biết về cái nền giáo dục của Mỹ rồi. Nên đó là lý do tại sao em chọn Mỹ, với lại cái mức học phí của nó, với lại cái mức sống nó không quá cao so với các nước khác. Nếu vậy thì qua Mỹ em sẽ học cái chuyên ngành gì cũng như là trường nào? Qua Mỹ em sẽ học International Business, ở trường Bunker Hill Community College. Trường của em là trường cộng đồng lớn nhất bang Massachusetts.
và có nhiều học sinh quốc tế theo học, đa phần là học sinh quốc tế theo học. Rồi nếu vậy thì cái lộ trình qua đó em học sẽ như thế nào ha? Theo lộ trình em học thì em sẽ học một năm Anh văn tại FLS International. Rồi sau đó em sẽ học 2 năm ở Bunker Hill Community College. Rồi sau đó em sẽ học 2 năm tiếp lên đại học. Sau khi học xong ở Mỹ thì em muốn quay về Việt Nam làm cho những công ty nước ngoài, chẳng hạn như ngân hàng HSBC hoặc là những cái công ty xuất nhập khẩu của Việt Nam. Rồi cho chị hỏi là cái cảm giác mà khi mà mình nhận được visa thì em thấy như thế nào? Trời, giống như kiểu khi đi á, em tự tin lắm, em không có nghĩ gì nhiều hết, tâm lý của em rất là thoải mái. Nhưng mà khi mà vô cái lãnh sự quán hỏi em rất là nhiều câu hỏi nên giống như kiểu tâm lý em hơi bị lung lay tí, nhưng mà cuối cùng được cái visa rồi thì giống như em đi mà như bay vậy. Lúc mình thở vào nhẹ nhõm. Đúng rồi. Trong cái lúc mà lãnh sự quán hỏi em nhiều như vậy đó thì em làm cái cách nào để có thể trấn an được mình lúc đó? Lúc đó thì em chỉ biết trả lời những cái câu hỏi mà lãnh sự quán hỏi em đúng sự thật thôi, chứ giờ em cũng không biết làm cách nào để người ta có thể đưa visa cho mình. Em chỉ trả lời bằng cái sự thật nhất thôi, vậy thôi. Có nghĩa là có sao thì mình đúng rồi. Cho chị hỏi là qua đâu thì em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Tại vì em có một người bạn đã từng làm ở đây rồi nên giới thiệu cho em. Mọi người thân thiện lắm, rồi khi em tới đây thì mọi người giúp đỡ em rất là nhiều. Chị Nhi giúp em apply qua trường, thủ tục nhập học ở bên đó. Giấy tờ khi mà chị Nhi yêu cầu em nộp làm hồ sơ là học bạ, bảng điểm, nếu mà đã học cao đẳng hoặc là đại học, rồi chứng minh tài chính của bố mẹ, sổ tiết kiệm, và giấy phép kinh doanh và giấy tờ nhà đất. Rồi nói chung chỉ cho em thêm những cái ý mà để trả lời những cái câu hỏi phỏng vấn á, cho em thêm ý. Rồi còn anh Bảo Anh thì trời, em rất là thích khi mà gặp ảnh, giống như kiểu cái cách nói chuyện của ảnh làm cho mình vững tâm hơn học những câu hỏi phỏng vấn. Cái đó là một phần, nhưng mà em theo cái quan niệm của em á, phần quan trọng nhất á là khi gặp anh Bảo Anh á, trời, ảnh giống như cái đó là kỹ năng mềm vậy. Ảnh chỉ cho em những cái mà gọi là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nên khi mà em gặp ảnh xong là em muốn ngày hôm sau em đi phỏng vấn liền luôn á. Lời khuyên của em dành cho các bạn á là các bạn cứ tự tin đi, các bạn có sao các bạn nói vậy, mấy bạn sẽ đạt được visa thì mấy bạn sẽ đạt được visa. Khi mà em có bạn bè hay là người thân em muốn đi du học thì chắc chắn em sẽ giới thiệu cho bạn em đến công ty du học Tân Đại Dương. Chị rất là cảm ơn những chia sẻ của Linh từ nãy đến giờ, và hy vọng là em có thể học tốt ở bên Mỹ cũng như là trở về Việt Nam để thực hiện được ước mơ của mình nha. Dạ, em cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.